Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ rất mong muốn mang lại cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, hôm qua tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của phía Trung Quốc, đã đưa tin về cơn bão số 4, cơn bão mạnh nhất trên thế giới với cấp độ 280 km/h, giật cấp 17, và bão đang càn quét thủ đô Bắc Kinh cũng như quảng trường Thiên An Môn, khiến cho điện đường trường trạm bị phong tỏa, cây cối thì bị bật gốc, con nhà cửa thì bị đổ sập. Cả những con đường tại thủ đô Bắc Kinh đã biến thành sông bởi cơn bão số 4 trên đã mang một lượng mưa to đến rất to rơi từ trên trời rơi xuống, làm cho thủ đô Bắc Kinh bị phong tỏa. Và đây người ta được cho là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Nhiều ý kiến khác cho rằng đây chính là do mẹ thiên nhiên muốn ra tay trừng phạt Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, tính từ tháng 1 cho tới nay, Trung Quốc đã đón nhận 4 cơn bão lớn bé liên tục đổ bộ vào Bắc Kinh, khiến cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao. Cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình không hiểu vì sao bão tố lại tiếp tục đổ vào Trung Quốc, nhấn chìm toàn bộ các tỉnh phía Nam. Theo ghi nhận mới nhất từ kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, một số tỉnh thành phía Nam như Phúc Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây, Bến Thượng Hải đã bị ngập chìm trong nước lũ. Những ngôi nhà cao từ 6 đến 7 tầng, bây giờ chỉ còn cái tầng trên cùng là không bị ngập. Hiện tại thì siêu đập Tam Hiệp đang bị báo động đỏ bởi mực nước tại thượng nguồn đổ dồn dập trong những ngày vừa qua đã lên con số 65 tỷ mét khối nước. Các chuyên gia thủy lợi trên toàn cầu cho rằng nếu đập Tam Hiệp mà bị vỡ, nó sẽ nhấn chìm 3/4 diện tích Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Đây chính là nguyên nhân mà người dân của Trung Quốc đại lục đang phải đi sơ tán khắp mọi nơi. Một số người giàu có thì đáp những chuyến bay sang châu Âu, châu Mỹ để tránh trú. Những người không có tiền thì lẩn trốn sang đường mòn, lối mở để sang các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Người Trung Quốc đang không biết phải làm sao khi mùa mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập đang xảy ra liên tục và tràn lan suốt những ngày vừa qua, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt ở thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn. Các tỉnh thành như Thâm Quyến, Hồ Bắc, Vũ Hán, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Đông trong những ngày vừa qua, mưa to, gió lớn, động đất cũng đã tiếp tục xảy ra ở cường độ rất mạnh, khiến cho đường, điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa. Tất cả các khu tự trị của phía Trung Quốc phải báo động cảnh báo cấp cao nhất. Người dân khuyến cáo không được đi ra ngoài đường. Có một điều cực kỳ nguy hiểm cho phía Trung Quốc, đó chính là siêu đập Tam Hiệp, siêu đập lớn nhất hành tinh đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi mực nước tại siêu đập đã vượt mức báo động đỏ tới 14 mét. Người ta cho rằng nếu như trong một vài ngày tới lượng mưa đổ dồn dập từ thượng nguồn phía đập Tam Hiệp đổ về hạ lưu mà không được ngăn chặn thì nhiều khả năng con siêu đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ một hoặc ba cửa xả. Đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc có tất cả 32 cửa xả được xây dựng trong vòng 15 năm và Trung Quốc đã tiêu tốn một lượng tiền khổng lồ cho con đập Tam Hiệp. Con đập là nơi an ngữ qua sông Dương Tử và nằm ở thành phố Hồ Bắc cũng như Hồ Nam. Nó là niềm tự hào của chính quyền ông Tập Cận Bình. Nhưng bây giờ siêu đập Tam Hiệp lại là tử huyệt chết người của phía Trung Quốc. Chính vì vậy mà những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập đang là mối nguy hiểm cực kỳ lớn cho phía Trung Quốc. Và là điều này đang khiến cho đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon, ngủ không yên. Hiện tại thì chính phủ Bắc Kinh đang không biết phải làm sao bởi vì họ liên tục nhận được những tin vô cùng xấu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc. Hôm qua 30 tháng 6 năm 2023, vào lúc 8 giờ tối trên trang tin thời sự kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bản tin dự báo khí tượng thủy văn của Nhà nước Trung Quốc đã thông báo một tin buồn cho phía Trung Quốc. Đó là từ nay cho tới tháng 8, Trung Quốc sẽ đón nhận ít nhất từ 4 đến 5 cơn bão lớn nhỏ sẽ đổ bộ từ đảo Hải Nam, tức là ở ngoài khơi Biển Đông, vào tỉnh Quảng Đông, sau đó sẽ di chuyển vào quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh. Tiếp theo, nó sẽ di chuyển xuống các tỉnh phía Nam, trong đó siêu đập Tam Hiệp gây nguy hiểm cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu phía Trung Quốc và dường như mẹ thiên nhiên vẫn tiếp tục ra tay trừng phạt Bắc Kinh thay cho các nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng bão tố và mưa gió liên tục càn quét tới Trung Quốc làm cho điện đường bị phong tỏa, người dân thì bị cô lập. Chính quyền ông Tập Cận Bình thì không biết phải làm sao. Người ta cho rằng chính Trung Quốc đã gây ra tội ác cho thế giới, nên bây giờ Trung Quốc phải đền tội là điều hiển nhiên
và nếu như không muốn thiên tai dịch bệnh xảy ra thì Bắc Kinh bây giờ chỉ còn có một con đường duy nhất, đó chính là xin lỗi các nước trong khu vực, trong đó có xin lỗi Việt Nam. Ngoài ra, Trung Quốc phải lập đàn cầu khấn để làm sao thiên tai dịch bệnh không hoành hành. Chứng cứ tình trạng này thì không biết là Bắc Kinh sẽ đi về đâu. Theo kênh truyền hình CCTV và mạng TikTok phía Trung Quốc đã đăng tải một số hình ảnh cho thấy rằng mưa lũ xảy ra ở khắp mọi nơi, nhất là siêu đập Tam Hiệp, một trong những tử huyệt chết người của Trung Quốc. Đập Tam Hiệp được biết đến là một bộ sưu tập lớn nhất trên hành tinh tính đến thời hiện tại, bởi vì trên thế giới không có nước nào có con đập lớn như vậy. Đập Tam Hiệp vẫn là một trong những điểm du lịch cũng như là những kỳ quan của người Trung Quốc được cho là rất tự hào. Thế nhưng bây giờ đập Tam Hiệp lại là mối nguy hiểm cho Bắc Kinh khi mưa to gió lớn vẫn đang càn quét phía Trung Quốc. Thưa quý vị, có một thông tin vô cùng đen tối đối với người dân ở thành phố Vũ Hán, nơi xảy ra đại dịch Covid-19 đầu tiên trên thế giới. Đó là một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra sát đập Tam Hiệp, chắn ngang qua sông Dương Tử. Trận động đất đêm ngày hôm qua 30 tháng 6 năm 2003 đã làm cho người dân một số vùng hạ lưu tại siêu đập Tam Hiệp phải chạy đi những nơi khác để trú ẩn. Theo ghi nhận từ trang mạng TikTok của Trung Quốc, thì trận động đất đã làm cho 80 triệu người phải di tản ngay trong đêm lúc 2 giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 2023. Và trận động đất đã làm cho một khu rộng lớn tại Tam Hiệp bị rung lắc mạnh. Được biết, trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter, chấn động sâu dưới lòng đất khoảng 2.000 km, tức là 2 cây số, đã khiến cho tất cả các vùng hạ lưu tại Tam Hiệp phải ra cảnh báo đỏ. Và người dân của Trung Quốc đang vô cùng lo lắng bởi những thiên tai, dịch bệnh vẫn đang hoành hành. Trong khi đó, cả thế giới đang dồn sự chú ý về xung đột Nga và Ukraine. Thì ở Biển Đông, Trung Quốc tiến hành tập trận kéo dài hơn một tuần gần bờ biển Việt Nam, khiến tình hình khu vực càng nên căng thẳng. Tuần trước, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 6 trong khu vực nằm ở tỉnh Hải Nam của Trung Quốc và Việt Nam. Trung Quốc cảnh báo tàu thuyền tránh xa khu vực này. Đối chiếu tọa độ mà phía Trung Quốc công bố, khu vực tập trận nằm gần ngay chính giữa thành phố Tam Á của đảo Hải Nam và thành phố Huế của Việt Nam. Một phần của khu vực mà Trung Quốc thao dượt quân sự nằm trong cục đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi những hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Trung Quốc tiến hành dựa trên tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông. Lâu nay, Trung Quốc đơn phương vạch ra đường chín đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò, một yêu sách chủ quyền phi lý chiếm tới 80% diện tích Biển Đông, dựa trên lập luận quyền lịch sử lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của nhiều nước ven Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNESCO năm 1982, các quốc gia ven biển xác định vùng đặc quyền kinh tế của mình với chiều rộng không quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở và thềm lục địa, với chiều rộng không quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở hoặc cách đường đẳng sâu 2.500m, một khoảng cách không quá 100 hải lý. Các vùng biển ngoài phạm vi tài phán của các quốc gia ven biển gọi là biển quốc tế hay là biển cả, đáy biển và tài nguyên khoáng sản ở vùng biển quốc tế là di sản chung của nhân loại. UNESCO cũng xác định quốc gia ven biển có quyền chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên của vùng nước, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, thực hiện một số hoạt động kinh tế và quyền tài phán đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường, mọi hoạt động liên quan đến thăm dò khai thác tài nguyên thiên nhiên tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia ven biển phải được phép của quốc gia đó. Mọi hoạt động không được cấp phép đều là bất hợp pháp, vi phạm các quy định của UNESCO, đều là thành viên của UNESCO. Bản tin 24 giờ đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.